người duy nhất trên thế giới dùng thuốc nổ đánh chìm tàu sân bay Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí History and Headlines từng bình luận: chỉ với vũ khí thô sơ và một kế hoạch đơn giản, đặc công Việt Nam đã nhấn chìm cả một con tàu khổng lồ. Thực sự đó là một trong những kỳ tích cá nhân tuyệt vời trong lịch sử chiến tranh hải quân. Và người thực hiện nhiệm vụ đó không ai khác chính là đặc công Lâm Sơn Náo. Vậy ông đã thực hiện nhiệm vụ này như thế nào? Tất cả sẽ được bật mí trong video ngay sau đây. Chân dung lịch sử mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tiểu sử đồng chí Lâm Sơn Náo. Đồng chí Lâm Sơn Náo sinh năm 1936 tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Ông là người con thứ ba trong gia đình cách mạng có 8 anh chị em nên thường được gọi là Ba Náo. Cô ruột của ông cũng là một người hoạt động cách mạng và là giao liên của đội biệt động quyết tử thuộc quân khu Sài Gòn Gia Định. Do thấy được tinh thần và nguyện vọng của cháu, cô đã dẫn cháu mình ra căn cứ. May mắn, ông Ba Náo gặp ngay đồng chí Phạm Văn Hai, một người chỉ huy tài giỏi. Thấy chàng trai Ba Náo thông minh, lanh lẹ, nên ông Hai rất tin tưởng và đồng ý cho học tập, huấn luyện ở trong căn cứ. Sau thời gian học tập, ông Ba Náo tiếp tục quay về làm việc trong cảng Sài Gòn và chính thức nhập ngũ vào tháng 2 năm 1962, công tác trong đội 65 biệt động đặc công thành Sài Gòn, Gia Định. Ông đã từng tham gia vào nhiều trận đánh lớn. Tính riêng năm 1963, ông đã từng cùng với đồng đội đánh 14 trận lớn nhỏ ngay trong lòng nội đô Sài Gòn, khiến cho kẻ thù mất ăn mất ngủ. Trong thời gian làm việc tại cảng, nhiệm vụ của ông là xây dựng cơ sở trong quần chúng, giúp họ có cảm tình với cách mạng để che giấu vũ khí và chiến sĩ của ta. Từ năm 1964, ông Ba Náo bắt đầu nghiên cứu cách đặt bom để đánh chìm các tàu chiến Mỹ. Ông rất nghiêm túc với công việc này. Thất bại để thành công. Ngày 29 tháng 12 năm 1963, tàu US Cory của Mỹ cập cảng Sài Gòn. Đội biệt động cảng đã triển khai kế hoạch tiếp cận và đánh chìm nó. 80kg thuốc nổ TNT được bí mật chuyển vào nội thành đến nhà Ba Náo. Sau đó, gói thuốc nổ được chia thành 4 khối. Mỗi khối 20kg được giấu theo những đường cống ngóc ngách dưới gầm cảng. Những đường cống này qua mọi tầng lớp canh phòng cẩn mật và dần áp sát tàu Mỹ. Số thuốc nổ đã được ông Ba Náo thiết kế từ căn cứ, gắn kíp nổ, khối pin và đặt giờ nổ. Thế nhưng đến giờ đã định, trong khi mọi người đang mong chờ một tiếng nổ, mà mãi vẫn không có tiếng nổ nào. Ông cho rằng có thể do trục trặc kỹ thuật trong việc gài nổ, hoặc cũng có thể là việc đặt thuốc nổ đã bị lộ. Sau khi ông tiến hành điều tra tình hình, do chưa thấy có dấu hiệu bị lộ, nên ông Ba Náo trở lại cùng với ông Sáu Cậy, gỡ từng khối thuốc nổ và mang về, tìm nguyên nhân. Hai ông đã tìm ra nguyên nhân thuốc nổ không phát huy tác dụng là do pin yếu nên không đủ sức kích nổ. Vậy là tất cả đều tiếc nuối vì đã để qua đi một cơ hội đánh chìm tàu Mỹ. Thế nhưng cũng từ lần đánh hụt này, ông Ba Náo đã tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng cấu tạo vỏ tàu, tìm cách thiết kế lại vũ khí phù hợp và chắc thắng. Điều này được thể hiện trong việc ông đã có thể đánh chìm niềm kiêu hãnh của nước Mỹ, con tàu USNS Cod. Ngay khi ông nghe thông tin sẽ có một con tàu USNS Cod, trên đó có chở nhiều máy bay chiến đấu và nhiều vũ khí hạng nặng sắp cập cảng Sài Gòn. Ông Lâm Sơn Náo khi ấy là một chiến sĩ biệt động Sài Gòn đã lập tức đến gặp chỉ huy và xin trình bày kế hoạch chi tiết của mình, đồng thời đề nghị xin hai khối thuốc nổ TNT, mỗi khối nặng 44kg cùng với 4kg thuốc nổ C4. Kế hoạch của ông được chỉ huy rất tin tưởng. Bởi vì cha của ông Lâm Sơn Náo ngày trước từng là người xây dựng cống thoát nước xung quanh khu vực cảng, cho nên lúc này ông rất rành đường đi nước bước của hệ thống cống ngầm. Chỉ huy đã khuyên ông Náo rằng cách tốt nhất để vào khu vực mà tàu Mỹ thường neo đậu là qua đường hầm cống đối diện Thủ Thiêm. Thế là đúng theo kế hoạch, ông Lâm Sơn Náo đã đưa khối thuốc nổ vào cống và men theo đường cống ra ngay bờ cảng chỗ tàu neo đậu và cho nổ ở vị trí đó. Để vận chuyển 80kg thuốc nổ TNT và 4kg thuốc nổ C4 đã xin được, cộng thêm một số đồ lỉnh kỉnh như đồng hồ, dây điện, ông đã dùng danh nghĩa là người sửa chữa và dùng xuồng thợ hồ vào cảng, rồi bí mật giấu hàng tại gầm sân cảng trước khi tàu cập bến và cảnh sát lập hành lang cách ly. Đến đúng ngày tiến hành thì một đồng đội của ông là thợ điện Nguyễn Văn Cậy lại bị sưng phù hai mắt do bị nhiễm trùng sau khi chui cống đánh tàu hụt lần trước.
Điều này khiến cho ông Lâm Sơn Náo phải tìm thợ hồ Nguyễn Phú Hùng, còn gọi là Hai Hùng để thay thế. Thế nhưng Hai Hùng khi đó lại đi vắng, mà cơ hội lại chỉ có một. Mà lúc ấy cơ hội gần như đã qua, vì tàu đã cập cảng, lập tức dỡ hàng. Phải đến tối ngày 1 tháng 5 năm 1964, ông Nguyễn Phú Hùng mới có thể qua gặp ông Lâm Sơn Náo. Lúc này trên cảng đã đen đặc mật vụ, cảnh sát. Chúng cho người canh gác rất cẩn thận. Dưới sông, địch cho tàu tuần thiễu pha đèn sáng rực 24/24 và tàu USNS Cod cũng đã bốc xuống bờ được khá nhiều máy bay. Ông đã tham gia làm công nhân từ sớm và tìm cách tiếp cận cầu cảng. Sau nhiều lần luyện tập, việc di chuyển trong đường cống ngầm dưới sân cảng, ông đã có kinh nghiệm hơn. Rút kinh nghiệm từ lần đánh hụt tàu vào tháng 12 năm 1963 trước đó, ông Bà Náo đã cải tạo 4 khối thuốc nổ thành 2 khối cho gọn gàng và còn yêu cầu chi viện thêm 4kg thuốc nổ C4. Đặc biệt, không quên tăng cường thêm 10 cục pin dẹt loại 4,5V một cục. Và 2 chiếc đồng hồ tốt nhất cùng với 2 nụ xòe, một loại nụ khi giật là nổ ngay nhằm đề phòng trục trặc không đáng có. Đây thực sự là một quyết định táo bạo. Người thực hiện nhiệm vụ là người cảm tử, bởi trong lúc tiến hành, người thực hiện nhiệm vụ có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Để ngụy trang che mắt địch, tránh tay bắt mạch rừng, các tài liệu chế tạo và vũ khí được ông Ba Náo cất giấu trong miếu thờ đặt tại nhà. Ngay cả người thân và vợ ông hàng ngày thắp hương cũng không biết. Niềm kiêu hãnh của Hải quân Mỹ bị quật ngã. Tối ngày 1 tháng 5 năm 1946, được tin tàu USNS Cod cập cảng Sài Gòn. Ông Ba Náo cùng với đồng đội là ông Nguyễn Phú Hùng, Hai Hùng cùng nhau bàn kế hoạch đánh tàu. Khi chiếc tàu to lớn từ từ tiến vào cảng, có rất nhiều binh lính Mỹ đi kiểm tra quanh sàn tàu. Để chắc chắn, cứ thỉnh thoảng chúng lại ném những quả lựu đạn ra xung quanh hoặc những chỗ nghi ngờ để đề phòng người nhái của ta xâm nhập. Phía trên bờ, đoạn dẫn ra cầu cảng cách chiến hạm khoảng chừng 200m được bao quanh bởi hàng rào kẽm gai với một trung đội quân cảnh Mỹ canh gác cẩn trọng. Tất cả tập trung cao độ. Ông Ba Náo cùng với ông Hai Hùng đã dùng xuồng câu cá chở thuốc nổ. Hai ông có trang bị mang theo bao gồm một súng ngắn, 2 trái lựu đạn và 2 trái thuốc nổ đánh tàu tiến về phía cảng Sài Gòn. Thế nhưng đang tiến lại thì bị binh lính địch phát hiện. Hai ông nhanh trí liền nói rằng mình là thương lái đang đi ăn hàng và hứa khi quay trở lại sẽ chia phần cho chúng. Lại gặp ngay những tên địch hám lợi nên chúng đã cho qua. Thế là hai ông lẻn xuống gầm cảng một cách dễ dàng. Ngay sau đó, hai ông liền cởi hết quần áo ngoài nhằm phòng bị khi xong nhiệm vụ quay về, quần áo nguyên vẹn không bị ướt sẽ khiến địch nghi ngờ. Nhanh chóng, hai ông tiến hành đặt thuốc nổ. Nhưng do nước cạn, nhiều sinh lầy khiến cả hai phải vác thuốc nổ ra thân tàu để cài. Cả hai ông đã vừa lặn ngụp dưới bùn, vừa quan sát lại vừa tiến đến thân tàu rồi đặt một trái thuốc nổ ngay đầu máy. Còn trái kia đặt ở khu chứa máy bay, vũ khí cách đó 10m. Sau khi đặt thành công, hai ông lập tức mặc quần áo và quay trở về. Đến đúng 3 giờ sáng ngày 2 tháng 5 năm 1964, dù là tác giả của những trái thuốc nổ, nhưng cả ông Ba Náo và Hai Hùng vẫn đều giật mình khi nghe tiếng nổ lớn. Thế là chiếc tàu chiến dài hơn 150m, nặng trên 16.000 tấn, chở 39 phi cơ và vũ khí các loại, niềm kiêu hãnh của Mỹ đã bị đánh chìm ở độ sâu 6m. Đoạn thành tàu bị phá, bề ngang 2m, chiều dài 8m. Con tàu chấn thương khiến nước tràn nhanh, làm 2/3 thân tàu bị chìm hẳn dưới đáy, khiến 5 tên địch trên tàu thiệt mạng và 55 tên khác bị thương. Kết quả cơ sở báo về như sau. Phân đội đã đánh chìm tàu sân bay Mỹ USNS Cod đang xếp dỡ cảng Sài Gòn, làm chết và bị thương trên 120 tên Mỹ, làm hư hỏng 23 máy bay, trực thăng các loại. Ông Ba Náo sau này vẫn còn tiếc rẻ rằng chiếc tàu lớn quá, chìm chạm đáy sông luôn, nên không phá hủy được hết số máy bay trên tàu. Sự kiện gây chấn động dư luận. Ngay sáng hôm sau, đài BBC của Anh là nguồn báo tin đầu tiên nhắc đến sự kiện này với nội dung chiếc tàu chiến Mỹ đã bị đánh chìm ở cảng Sài Gòn vào hồi 3 giờ ngày 2 tháng 5 năm 1964. Tàu đã bị phá một lỗ hổng bề ngang 2m, bề dài 8m. Nước tràn vào khiến cho con tàu chìm một nửa xuống đáy sông. Một số máy bay còn ở trên tàu và một số đã nằm trên sân cảng bị phá hủy và hư hỏng nặng. Còn bản tin sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đưa tin như sau. Vào lúc 3 giờ sáng hôm nay, ngày 2 tháng 5 năm 1964, tại cảng Sài Gòn, lực lượng du kích quân khu Sài Gòn Gia Định đã đánh chìm một tàu chiến vận chuyển vũ khí và máy bay vào miền Nam Việt Nam của Mỹ.
Điều đáng nói là bản tin này được đọc nhiều lần, làm nức lòng quân và dân cả nước. Đến gần trưa ngày 2 tháng 5 năm 1964, tiếng Bác Hồ vang lên trên đài tiếng nói Việt Nam khiến ai cũng chăm chú lắng nghe. Bác biểu dương lực lượng du kích miền Nam, bác động viên các cô chú hãy phát huy chiến thắng này, tiếp tục đánh mạnh, đánh nhiều hơn nữa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng rất vui nói rằng: "Chúng ta đã có chiến thắng đặc biệt này để trả lời cho chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ rồi đây." Vậy là một trận đánh lớn được chuẩn bị chu đáo nhưng lại chỉ với 2 chiến sĩ biệt động, thế mà có thể giành được thắng lợi giòn giã. Thắng lợi này mở ra kinh nghiệm đánh tàu ở bến cảng cho đặc công và lực lượng vũ trang của ta. Hơn thế nữa, khiến Mỹ đã sợ, nay còn sợ hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy đã gửi điện biểu dương các chiến sĩ biệt động khu Sài Gòn Gia Định. Việc đánh chìm tàu chính của Mỹ đã gây thiệt hại về phương tiện chiến tranh. Hơn thế nữa, nó đã tạo nên một cú sốc tâm lý cho quân viễn chinh Mỹ và quân ngụy Sài Gòn. Sự kiện này khiến báo chí phương Tây phải xôn xao, làm chấn động nước Mỹ và cả Nam Châu. Hơn hết, đây cũng là một sự động viên, khích lệ tinh thần cho quân dân ta hăng hái chiến đấu với niềm tin tất thắng. Từ đất nước bên kia bán cầu, Cuba, Chủ tịch Fidel Castro đã gửi tặng đồng chí Lâm Sơn Náo một khẩu súng ngắn Browning, giống như một lời cổ vũ, ngợi khen chiến sĩ biệt động Việt Nam. Hiện nay, khẩu súng này được lưu giữ trong Bảo tàng Lịch sử Quân đội. Bưu điện Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đặc biệt ra một con tem với nội dung Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 1960-1964. Hàng không mẫu hạm của Mỹ bị đánh đắm bến cảng Sài Gòn. Giữa con tem là hình ảnh con tàu Mỹ bị nổ. Những con tem này đã ghi lại sự kiện đáng ghi nhớ này. Đội biệt động Sài Gòn Gia Định đã được tặng thưởng Huân chương Quân công Giải phóng hạng 2. Đồng chí Ba Náo được tặng thưởng Huân chương Quân công Giải phóng hạng 3 và đồng chí Nguyễn Phú Hùng, Sáu Cương là hai người vận chuyển thuốc nổ vào thành phố được tặng thưởng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng 3. Như vậy, đồng chí Lâm Sơn Náo chính là chiến sĩ Việt Nam duy nhất trên thế giới dùng thuốc nổ đánh chìm tàu sân bay của Mỹ. Một lòng son sắt và nỗi đau đáu khôn nguôi. Vào tháng 2 năm 1967, ông Ba Náo không may bị địch bắt giải về Tổng nha cảnh sát ngụy do bị chỉ điểm. Địch đã tiến hành tra tấn dã man vì muốn qua ông tìm ra được căn cứ và mạng lưới của biệt động Sài Gòn. Thế nhưng ông vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng, quyết không khai báo và để lộ bất cứ thông tin gì. Vào đêm giao thừa Tết Mậu Thân năm 1968, ông Ba Náo cùng với các tù chính trị khác đã bị đưa ra Côn Đảo. Vì là phạm nhân đặc biệt nên ông bị giam ở khu chuồng cọp. Tại đây, ông đã bị đọa đầy cả với tinh thần lẫn thể xác. Thế nhưng, dù từng sống dở chết dở nơi địa ngục trần gian, ông vẫn không từ bỏ con đường cách mạng mà mình đã lựa chọn và cống hiến. Sau Hiệp định Paris, ông Ba Náo cũng như các tù nhân khác được trao trả. Sau vụ đánh chìm tàu USNS Cod, ông Nguyễn Phú Hùng, người đã cùng với ông Ba Náo góp sức phá tàu địch đã bị địch bắt lính. Sau đó, ông đã trốn về chiến đấu và hy sinh trong một trận càn. Ngay khi được thả khỏi trại giam, ông đã về đất liền. Ông nhớ mãi lời của người đồng đội Nguyễn Phú Hùng khi xưa: "Anh Ba này, nhỏ con gái em ở với bà nội, mới 4 tuổi đầu. Nếu em có hy sinh..." Vậy là ông đã lập tức đi tìm gặp và nhận con của người đồng đội này làm con nuôi. Ông Ba Náo nói: "Rồi con trai tôi và con gái nuôi tôi tâm đầu ý hợp, thành vợ thành chồng." Và ông cũng coi đó là hoàn thành tâm nguyện chăm sóc con gái cho người đồng đội của mình. Ngay sau khi phục hồi sức khỏe, ông lại tiếp tục hoạt động trong đơn vị biệt động Sài Gòn. Nhiệm vụ của ông là xây dựng cơ sở, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng hỗ trợ bộ đội. Tất cả nhằm sẵn sàng lực lượng cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Cũng chính ông đã cùng với các đồng đội chiến đấu để làm nên chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975. Các bạn vừa theo dõi người duy nhất trên thế giới dùng thuốc nổ đánh chìm tàu sân bay Mỹ. Các bạn nghĩ sao với nhân vật anh hùng này? Đừng quên để lại suy nghĩ dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.